robotviet.vn, website mua bán robot chính hãng, vòng xoay robot siêu hấp dẫn, cung cấp ad product và dịch vụ kèm thuê của các game hot nhất hiện tại. Quẹo lửa ngay tại robotviet.vn các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại trong một video tiếp theo liên quan tới game pet. Video ngày hôm nay mình sẽ nói về nhiệm vụ, chia sẻ với các bạn một vài lưu ý khi mà bạn làm những cái nhiệm vụ từ cái tựa game này. Đầu tiên cập nhật thông tin cho các bạn ha. 3 ngày trước mình có làm một cái video với tiêu đề video là hết hồn khi farm được khoảng tầm 1 tỷ kim cương trong 1 phút. Nó rất là OP, cho nên tối ngày hôm đó, để tránh phá vỡ cân bằng của game, developer đã nớp nó xuống, nớp chỉ số toàn bộ cái mai mình xuống. Phải nớp xuống thì kinh tế trong game mới không bị phá vỡ. Matchbook trái cây là 200 x 200, nhưng mà chỉ số bút bây giờ sẽ không cao bằng lúc trước nữa. Mình đã có khoảng tầm 18 trái cây đúng không? Thì với số lượng trái cây này, nó chỉ cho mình là 1,36 lần coin boost, 1,36 lần diamond boost. Và theo một số bạn đề cập tới, khi bạn match 200, cái chỉ số boost này cũng không vượt quá con số 3. Trái cây là vĩnh viễn, mỏ kim cương diamond mine là vĩnh viễn. Nó tồn tại trong game cho tới khi game chết. Vậy cho nên để tránh mất cân bằng, như mình nói, developer phải nớp xuống. Cái mỏ kim cương đã bị nớp khá là nhiều ngày hôm nay. Để mà nói là chúng ta có nên hy sinh một con heal để vào cái Mystic Mine này không? Câu trả lời là không. Số lượng kim cương các bạn kiếm sẽ ít đi, cũng như thời gian spawn những cái rương, những hộp hoài nè, nó sẽ tăng lên. Thì thông thường á, như hồi trước, nó sẽ có những cái cục kim cương, những cái rương thay thế. Còn bây giờ bạn thấy không à, khi mình farm xong vẫn không có gì xảy ra. Tức là sẽ có thời gian cooldown trước khi cái đợt tiếp theo nó xuất hiện. Khu vực này trống trơn hoàn toàn luôn. Nên nếu mà nó thẳng ra là kim cương bây giờ nó hơi phế cái mỏ kim cương á. Vấn đề thứ hai từ trong Discord của những người mua membership, developer chúng ta một hình ảnh. Thì những con pet này với tên gọi chung là Pinata. Không biết đây là hình ảnh về con pet mới hay là về thế giới mới hoặc là sự kiện mới sắp tới. Hãy cùng đón chờ xem nha. Vấn đề kế tiếp nữa là ngày hôm nay có rất nhiều bạn tặng quà cho mình trong cái box. Thì thông qua video này cảm ơn các bạn rất nhiều, những mạnh thường quân của kênh Gào Nguyệt TV. Ở đây có bạn Tuấn Handsome nè, tặng mình hai con pet Hugh Peacock và Hugh Marshmallow Iconi, cũng như 5,7 tỷ kim cương. Rồi trên này có bạn là Gnaril, tặng mình một con Hugh Storm Dominus và một con Hugh Doodle Cat. Rồi trên này với một cái bạn cái tên rất là khó đọc nè, một con Hugh Cupcake. Và phía trên cùng ngày hôm nay, cách đây tầm 3 tiếng, tặng cho mình hai con Hugh, cũng như là gần 300 tỷ kim cương. Với một cái lời nhắn là em đã chán game rồi. Không biết là game này làm gì cho bạn nó buồn, mà bạn nó chán game muốn nghỉ game hay sao á. Hugh Jolly Penguin và Hugh Party Axolot, ngại ghê không biết nên lấy không ta. Chắc mình sẽ chừa lại ha mọi người ha. Những bạn còn lại thì cho mình mượn con pet để làm collection. Chúng ta có con Hugh Armatic Dragon, Hugh M10 Prototype và Hugh Coupling. Trong ba con này thì đương nhiên là cái con máy bay sẽ đẹp rồi. Con M10 Prototype nè, tỷ lệ xuất hiện của nó từ cái free gift, từ cái west gift 400 point là 0.1%. Còn khi bạn mở trước này á, đương nhiên 99.9%, coi như 100% đi, nó luôn cho chúng ta ra một con bình thường. Rồi trước khi bàn về cái nhiệm vụ, mình sẽ trả pet cho mọi người. Zakina là con Hugh M10 Prototype, gửi lại bạn 2 tỷ ha. Thank you. Tycat là con Hugh Emetic Dragon, 2 tỷ kim cương. Thank you. Và bạn cuối cùng là Bill Support với lại con Hugh Coupling, cũng 2 tỷ tiền luôn. Thank you. Mình sẽ quay trở lại cái Spawn World. Nhiệm vụ có rất nhiều nhiệm vụ. Ở mỗi cái map nó sẽ có 3 nhiệm vụ, tương đương cấp độ từ 1 sao tới 3 sao. Số điểm tương đương là 40, 100 và 250. Các bạn kiếm cái điểm và vào cái webshop này. Sau 2 ngày cày cuốc mình đã có 5.410 point. Đối với lại cái shop này á, nếu như bạn nào gọi là pay to win, nạp tiền mua game pass, trang bị nhiều pet, thì mình nghĩ ưu tiên các bạn nên mua hoverboard. Còn bạn nào chơi free to play thì tích lũy số điểm của mình để mua cái best slot 7.500 point, trang bị thêm một con pet. Như mình trang bị được 22 con nè, thì nếu cộng thêm một best slot này mình là 23 con. Và khi có dư tiền nữa, một là mình để dành, còn hai là bạn sẽ mua cái boost style nè, mua cái trứng nè. Ở đây còn coming soon, nên không biết là trong những tuần tiếp theo, cái shop này có cho chúng ta thêm những chức năng gì hay không. Và với cá nhân mình sẽ mua cái này, hoverboard, đẹp là được, 5.000 point. Ok. Và đây chúng ta có ván trượt M10 West Hoverboard, nhưng mà tốc độ chỉ là 2 sao thôi. Hai cục lửa các bạn, mình thấy khá là khó lấy. Nó sẽ tuyệt vời hơn khi ván trượt này 3 lửa, nhìn khá là ngầu luôn. Rồi thì nhiệm vụ chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ khác nhau, nhưng sẽ phân làm 3 loại chính. Cá nhân mình phân làm 3 loại chính. Thứ nhất là đi phá rương. Phá rương nè, phá coin nè, phá két sắt nè. Nói chung là đi farm. Cái thứ hai là đi mở trứng. Mở trứng thể mở một cái trứng bất kỳ, mở mythical này kia. Cái thứ ba là những nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ khác là những nhiệm vụ linh tinh nha, như là mua bán nè, nâng cấp nè. Thật ra là không có việc nhanh hay là chậm, tại vì ai cũng sẽ tốn thời gian như nhau. Cái người pay to win á thì sẽ nhanh hơn người chơi free to play. Và những nhiệm vụ này nó thiên về hướng how to play, nghĩa là cho các bạn biết tất cả những chức năng trong game, làm cách nào để chơi game. Nên mọi thứ trong tựa game này đều sẽ có nhiệm vụ tương đương với nó. Chúng ta nhận cái rank reward nè, cũng sẽ có nhiệm vụ tương đương. Trong cái daycare này cũng sẽ có nhiệm vụ tương đương. Rồi trading với người chơi khác cũng sẽ có nhiệm vụ luôn. Hóa golden nè, hóa rainbow nè, hóa Dramaster nè, tất tần tật mọi thứ nha mọi người nha. Một số nhiệm vụ các bạn cần lưu ý, đi tới đâu mình sẽ nói cho bạn tới đó. Nó kêu các bạn phá coin, phá rương thì đều nằm trên cái map của nó. 100 coin ở cái town, đây là map town nè, map thị trấn của mình ha. Thì đây là cái coin. Nhiệm vụ cuối cùng 3 sao, 250 point, phá 281 cây rương, cái chest là cái rương ở cái town này. Đây là cái chest đó, phá xong một cái tính là một.
thì có một cách mà các bạn thấy treo máy từ cái farm này. Mình có chỉ các bạn cũng trong nhiều video rồi. Đó chính là xài Autolic, chọn thời gian lít chuột khoảng tầm 150ms, chuyển best sending thành single nè. Sau đó bạn sẽ thực hiện một thao tác, nhấn phím mũi tên về hướng bên phải hoặc bên trái trên bàn phím của mình. Các bạn kéo hướng camera về vị trí như vậy, gần song song với mặt đất nè. Bấm phím mũi tên bất kỳ, sau đó bấm cái phím xuyệt xuống. Phím xuyệt, cái phím shift đó mọi người. Nó sẽ mở cho mình cái khung chat đúng không? Đưa con chuột mình ngang với mặt đất như vậy, sau đó autolic. Thì với mọi lít chuột như vậy, con bé chúng ta sẽ đi tới tương tác với đồng coin, tương tác với cái rương mà nó tiếp cận được. Đây cũng chính là cách các bạn auto farm mà không cần phải ngồi trên máy tính của mình để lít chuột. Đương nhiên cái độ chính xác sẽ không cao. Ví dụ nhiệm vụ yêu cầu các bạn farm cái rương, thì với autolic như vậy nó sẽ farm thêm những cái đồng coin, những cái sắt. Nhưng như mình nói đó, đỡ được một cái là phải ngồi máy tính. Thì các bạn thể áp dụng cái cách này để chúng ta đi treo với những nhiệm vụ yêu cầu mình đi farm phá rương, phá coin này kia nè, break coin, break chest. Một ví dụ tiếp theo về cái nhiệm vụ là mở trứng ha, nó sẽ có chữ hát như vậy, hát bao nhiêu con bé từ cái trứng gì đó. Như thế này yêu cầu mình là forest egg nè, trứng forest, coi trứng nào tên là forest đây, và treo máy thôi. 10.000 trứng thì treo 10.000 trứng, và nhanh hay chậm tùy thuộc vào các bạn có chơi game pass hay không. Chỗ này mình sẽ có nhiệm vụ á, create tạo ra những con bé legendary từ cái việc fuse. Cái này có công thức rồi, các bạn thấy đi mở những con bé legendary golden, cho 3 hoặc 4 con bé golden legendary thì mặc định nó sẽ cho chúng ta ra một con cấp độ legendary cao hơn, hay là một con rainbow của chính nó. Như vậy là tính một legendary nè, 1, 2, 3, 4, hai con legendary nè, thì đó chính là nhiệm vụ này, create few legendary pet cấp độ 3 sao. Để tránh làm video dài mình sẽ đi nhanh nhé. Đây mình có là hóa rainbow nè, hóa golden pet, hóa rainbow pet, gửi 5 hộp quà cho người chơi khác, mua những con pet từ traveling merchant. Traveling Merchant sẽ xuất hiện random trong server khoảng tầm vài chục phút. Bên cạnh Traveling Merchant nó cũng sẽ có Mysterious Merchant. Thì Mysterious Merchant xuất hiện khu vực cuối cùng vào khung giờ 1 giờ sáng, 1 giờ trưa giờ Việt Nam. Các bạn canh thời gian đó đi vô mua nha. Rồi sử dụng daycare 50 lần. À, liên quan tới daycare này, để mà cho nó nhanh á, nó kêu các bạn sử dụng daycare thì các bạn mỗi một lần như vậy chọn một con bé tiếp mình. Đa số người chơi chọn nhanh đó là chọn 20 con hoặc 10 con đúng không? Nhưng mà mỗi một lần các bạn chọn một con như vậy nó sẽ tính là một lần. Vậy nên các bạn chọn một lần một con bé thì sẽ được 10 lần rồi. Còn chỗ này là mua từ Mysterious Merchant. Fantasy World thì cũng như vậy. Cái quan trọng nhất của Fantasy World chính là Enchant. Chọn một con pet, chọn những chức năng Enchant. Tại vì sẽ có nhiệm vụ yêu cầu các bạn nâng cấp con pet của mình với chức năng Royalty thì bạn chọn Royalty. Nâng cấp với là chức năng Littering thì chọn Littering. Ngoài ra thì cũng đi farm và mở trứng mở rương theo khu vực thôi. Một số nhiệm vụ với là cái tên nó không rõ ràng ấy. Nhiệm vụ này 2 sao nè. Mở 5.000 pet từ trứng Relic. Ở đây hoàn toàn không có trứng Relic. Thì các bạn hãy coi khu vực đó là khu vực gì. Asian Island, cho nên yêu cầu cái trứng là cái trứng từ Asian Island. Điều đó có nghĩa là cái trứng Relic là cái trứng này. Lưu ý tiếp theo nha mọi người nha. Rồi hóa Golden, hóa Rainbow và hóa Diamond cũng sẽ có luôn. Thì để mà nhanh các bạn nên chọn những con pet thời gian là 30 phút. Tức là chọn 6 con ấy. Các bạn chọn lâu quá thì trong cái Diamond này nó không có chỗ trống để các bạn chứa. Sẽ có một vài nhiệm vụ trong game hiện tại vẫn đang bị lỗi, tức là không làm được. Brick 300 Giant Steampunk ở khu vực Steampunk. Đây chính là cái rương Giant đúng không? Mình phá một rương, đáng lẽ phải còn 299, nhưng mà nó vẫn là 300. Vậy cho nên mình mới nói một vài nhiệm vụ hiện tại vẫn chưa làm được. Rồi ở đây chúng ta có nhiệm vụ tên là Clam Pre-Gift. Pre-Gift là cái này, cho nên hãy tích cực treo máy nha. Cũng tốn thời gian khá đó mọi người, cấp độ 3 sao 250 point. Chúng ta sẽ có nhiệm vụ liên quan tới việc kích hoạt sử dụng những cái boot. Activate 25 lần, Server Triple Coin Boot, rồi Triple Dam, rồi Lucky Boot được xua hết. Thì cái này các bạn sẽ qua bên The Void. Triple Coin nè, Triple Dam nè, Super Lucky nè. Thì những cái boot này các bạn sẽ kiếm miễn phí bằng cách sử dụng Daycare. Một lần các bạn sẽ có vài trăm bình, hãy tiết kiệm nó, sử dụng cái này nha. Rồi chỗ này mình sẽ có nhiệm vụ là mở 52 kiếp. 2 kiếp là một cái phần quà các bạn sẽ có miễn phí khi các bạn đăng nhập vào game trước một phút cập nhật mỗi tuần. Còn không thì bạn đi mua cũng được. 2 kiếp này bây giờ bán khoảng tầm 2 tỷ, mở 5 lần như vậy. Rồi ở đây nhiệm vụ khá là khó nè, mất thời gian của mình, khoảng tầm 1 tháng ha. Mở 12 trứng Scavenger. Thì cái trứng này á, mỗi một tuần cập nhật lúc 11 giờ đêm giờ Việt Nam, sau 30 phút tới 11 giờ 30 phút. Trong game sẽ cho mỗi cái player 3 cái nơi tìm trứng. Nghĩa là một tuần các bạn chỉ tìm được 3 trứng Scavenger thôi. Như vậy 4 tuần là 1 tháng mới có 12 trứng đúng không? Thì cái việc này cũng chứng tỏ một điều á, cái nhiệm vụ này trước khi thay đổi những cái phần quà nó sẽ tồn tại ít nhất là 1 tháng. Và cái việc mua bán trong game cũng sẽ có. Cái việc mà các bạn đi truy cập qua bên Trading Plaza, như đây chúng ta sẽ có là bán 10 con pet ở đấu giá nè. Cái này á, thì bạn sẽ đi bán những cái trứng Lucille, những hộp free gift, hay là bán những con heal pet trên cái mục đấu giá nha. Cái mở heal pet này nó vẫn tính cho bạn khi mà chúng ta mở cái trứng Herotron 100%, chứ không hẳn là nó tính vào cái việc các bạn treo máy trong game nha. Nói chung làm cách nào là làm, miễn làm sao mở được một con heal pet là ok. Ở chỗ này mình có một cái nhiệm vụ không biết hôm nay làm được chưa. Mở 50.000 con pet, 50.000 trứng từ Tokyo Alley. Tokyo Alley những cái hẻm nha mọi người nha. Cái nội dung cập nhật này mình đã review rồi. Một trong bốn cái hẻm này nó sẽ có một cái trứng. Thì cái trứng là Tokyo Alley. Chúng ta phải đi farm lần lượt 3 cái rừng chà bá nè. Cơ hội chúng ta trúng được cái trứng là 25%. Nếu bạn không may mắn thì bạn phải farm 4 lần.
Tới khi nào tìm được cái trứng thì cái trứng đó là Tokyo Alley. Hôm qua mình test đó là cái trứng này vẫn chưa mở được ấy. Sử dụng Heal Machine một lần nè, máy Healtron. Kiếm con Best Secret hoa đá Master cho nó, kinh chưa? À thì trong những khu vực bí mật nó đều có nhiệm vụ luôn nha. Mở ra một con Shiny Secret giả mang để lấy được mức điểm 250. Thì đó là dung video này, chia sẻ với các bạn về cách phân loại và một số nhiệm vụ cần lưu ý để hỗ trợ các bạn làm nhiệm vụ nhanh nhất trong cái tựa game Best Simulator. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Xin chào.